Ok, luôn anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại nhá. Tôi sau buổi hôm trước là tôi đã quá là khó chịu với cái chuyện sinh tồn trong địa ngục anh em ạ. Tôi quá bực, tôi phải trả thù anh em ạ. Bây giờ chết một mạng cho địa ngục là mình sẽ lập cái world mới anh em ạ. Không có hồi sinh, hồi sức gì hết. Ok, thì vào thôi anh à, từ từ nhảy cái. 1 2 3. Ok. Ồ. Tôi lại khu rừng xanh tiếp anh em ạ. Thì lần này thì chúng ta sẽ tôi sẽ ra cái đúng rồi, chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục tìm cách để mở cổng ra để thoát ra được bên ngoài các bạn, và chỉ cần chết một mạng thôi là sẽ lập vua mới luôn. Thử thách mà anh em đúng không, thử thách mà. Tôi tìm cái đá nether tôi ấy vào đã, từ từ đâu nhỉ. À đây rồi. Chưa thì tôi đã nghe tiếng con lợn rồi đấy. Làm cái respawn ăn cho á. Respawn này, ôi được 64 luôn. Glowstone. Ok. Rồi. Rồi, xịn xịn xịn. Ok anh em nhá. Ok nhá, chuyển qua sinh tồn thôi. Rồi. Sinh tồn thôi anh em, chết một mạng là hủy gua nhá. Có cây, đào luôn. Chơi thế nó mới gay cấn đấy anh em ạ. Game easy quá rồi. Thích quá nhở, được ở ngay cái rừng xanh thì cũng tiện anh ạ. Chốc nữa mình phải tìm cái khu tàn tích của địa ngục ấy thì mình mới có đá được. Tôi nghĩ tôi sẽ làm cái rìu trước. Cái rìu trước. Xong mình sẽ làm đến cái cuốc. Ok. Cây lơ lửng à? Thật là cây lơ lửng tôi thấy nó hơi không đẹp. Tôi sẽ đào nốt đi cho nó. Ủa nó vẫn còn một cục nữa lơ lửng à? Vẫn còn một cục nữa, thôi kệ đi. Ok anh em, đi rồi. Đúng rồi đúng rồi, cuốc thì phải đào vàng. Đào vàng. Nói chung là một mục tiêu của mình là mình cực kỳ cần đồ ăn anh em, bởi vì là cái lần trước là chỉ vì thiếu đồ ăn mà tôi chết mà. Tôi cũng rất là cần cái glowstone này này. À không không không, ngon quá. Bởi vì cái chỗ mình spawn ở ngay gần cái glowstone nên là khi mà mình chết ấy, là mình dậy cái là mình ấn vào luôn. Tôi nhận ra là cái khu rừng nó có rất là nhiều bọn 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 Enderman anh em ạ. Có vẻ như là chỗ này là một chỗ mà bọn Enderman nó spawn ra nhiều. Nấm này quan trọng này, chốc phải làm đồ ăn này. Bây giờ chẳng may mà nhìn nhầm mặt mấy anh Enderman là toang lắm anh em ạ. Không vui đâu.
Ok. Tránh tránh nha mấy anh ăn đơn nhá. Đó, cái đó nó là cái thang đây anh em. Thì nó là cái dây leo cho mình có thể trèo lên nó được. Tôi đủ vàng để làm được cái dây vàng rồi. Chung là vẫn cứ phải làm cái giày vàng chứ anh em ạ, không thì bọn lợn nó xử mình ngay. Ok. Tôi nhớ là trước là cái bọn lợn nó không có vứt cho mình một cái đồ gì tốt đúng không? Mình vứt vàng nó có vẻ hơi phí. Nó vứt cho mình có mỗi tí obsidian. Vứt có mỗi tí. Ôi, nguy hiểm nhỉ. Ui. Đau phết. Chúng ta phải giữ máu đây anh em ạ, bởi vì trong địa ngục là không có dễ chơi đâu, phải giữ máu. Chết một phát là hủy nhá. Ừ nhờ, thì mà chết một phát mà hủy thì tôi xây cái respawn ăn cho làm gì. Ok. Cái gì ấy? Cái gì ấy? Tôi nghe có tiếng con nào kêu anh ạ. Úi rồi. Nói chung là bây giờ đi trong địa ngục nó gọi là easy game rồi với tôi rồi anh ạ. Tôi quá quen với cái chuyện này. Lava vũng ở đây rồi. Đẹp nhỉ, xanh này đẹp thật. Chụp cái anh em ạ. Đây gọi là vùng đất tối. Đó. Tìm đồ ăn cái. Phải tìm cái vùng tan tích ấy. Vùng mà có đá ba san thì mình mới có đá được. Đâu ta? Có vẻ như là khó tìm rồi anh ạ, có vẻ khó tìm rồi. Ô đẹp quá nhờ. Qua ngay cái vùng ấy này. Vùng bình thường. Cái này là vùng gọi là vùng rác thải địa ngục của em nhá. Vàng quan trọng lắm. Ôi rồi. Không thể qua được bên kia rồi. Ôi có vẻ như đây là một Ui từ từ nào. Có vẻ như đây là một chúng ta bị kẹt trên một hòn đảo rồi anh ạ. Bây giờ có cách nào không? Có vẻ như chúng ta bị kẹt trên một cái hòn đảo cây cối màu xanh rồi. Đó, nhảy qua luôn. Tôi thật chứ bây giờ tôi thấy lava cứ như là tôi thấy nước luôn ấy, quen lắm rồi. Quá quen. Ui rồi, đau quá nhở. Chết cha rồi anh em ơi, đồ ăn anh em ơi. Không có đồ ăn là toang đấy. Để tôi nhòm thử xem bên kia có cái chỗ nào đi không. Không có rồi. Chỗ kia có kìa. À đây này, mình trèo qua đây này. Thế mình trèo lên này, mình trèo lên này. Ui. Sao nó lại đánh tôi? Thôi. Ok anh em. Tôi đã lại quay trở lại với cái gua mới ở đây. Ok. Cho tôi nhảy cái anh em ạ. 1 2 3. Ok. Làm cổng vào luôn thôi.
chúng ta là những người chơi pro anh ạ, à, chúng ta không được phép chết đó. Rồi vào thôi, vào thôi. Ấy à, vào nào. Đây là cái vùng nào đây? Ok, vùng nào không quan trọng. Bây giờ là không có xây respawn ăn cho luôn anh em ạ. Bây giờ không xây respawn ăn cho luôn. Không cần cái đó luôn thì bởi vì là thì một phát thì mình chết luôn mà đúng không? Nên là chúng ta không cần cái đó luôn anh ạ. Ok, sinh tồn thôi. Ok các em, đi thôi. Đầu tiên là cần cây cối này, nhưng mà cái chỗ này có vẻ trông nó không giống ở gần cái vùng cây. Sao không thấy có cây cối à? Phải đi chậm chậm anh em ạ, bởi vì đi nhanh chốc đồ ăn mình hết mất. Cẩn thận. Có cây. Vùng kia quái kìa. Vùng tàn tích à? Vùng tàn tích kia là có đá. Nấm thì quan trọng này. Ê, cho đặt cái nấm. Rồi. Nói chung là cái nấm nâu ấy là mình sẽ không thiếu đâu anh em ạ. Nên là anh có cây, có cây, có cây. Thôi từ từ đã, tôi có phải cẩn thận anh ạ, phải đào hết cái nấm nâu đã. Có ngay cây anh em ạ, tốt quá. Theo tôi thấy thì ở trong này khó nhất là bọn à không, khó nhất là cái chuyện là mình không có đồ ăn nhá anh em. Chứ còn tài nguyên với các thứ là có khá nhiều ở trong này. Ok đi cây. Đi lấy cây, lấy cây. Ngon quá anh em ạ, thế là mình sắp có đồ đá rồi đấy. Thì chốc mình qua cái chỗ vùng tàn tích mình đào đá luôn. Cố gắng xong cây rồi thì cào phết. Ui, kệ cây đi. Cao quá. Ấy chà, chỗ nào đây? Anh em nhìn này. Ui dồi. Đó, nói chung là tôi thể hiện với anh em lắm. Chứ mà tôi giỏi lắm. Ôi nấm 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 nấm. Nó có con skeleton kìa. Cái nấm đỏ này là hơi bị hiếm nha anh em nhá. Cái nấm đỏ này thấy là phải đào ngay. Không được để lâu. Rồi ngon quá nhỉ, thế này thì mình có cực nhiều đồ ăn rồi đấy anh em. Và phải cẩn thận cái bọn ấy nữa. Bọn bọn nghiện vàng nữa. Nói chung là tôi sẽ grab một cái cuốc trước. Ok. Hiện tại chúng ta chỉ cần cuốc trước anh em ạ. Để chúng ta đi qua đây chỗ nó đào cái đá này đó. Tại phải cần cái đá này trước, trước mình làm đồ ấy sao. Cái đá ba san này có làm được ấy không ta? Ê, tôi cần cái đá màu đen ấy, tôi cần cái đá màu đen ấy. Ở dưới cái có kìa. Có. À có này. Đây này. Chỗ này nguy hiểm anh em ạ, phải cẩn thận nhá. Chẳng lẽ là cái game này theo cho mình đào được một đống nấm này rồi sau đó thì mình đã chết. Mình không được phép chết ngu anh ạ. Đó, tôi đã đạt được cái thời kỳ đồ đá rồi đấy, à, achievement. Mình phải tranh thủ mình đào tí anh em ạ. Chốc nữa mình đi mình không có đá ở đâu, phải phải tranh thủ. Tôi không nghe thấy tiếng của bọn lợn mà nó nghiện vàng. Chưa nghe thấy đâu cả. Ok. Ok, tôi nghĩ vậy đủ rồi đấy nhỉ. Mình quay trở lại lên đào vàng anh em ạ.
sao tôi nghe tiếng thằng nào cầm nỏ rút nỏ ra? Sợ ra. Từ từ anh các bạn phải bình tĩnh. Núp 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 vào anh các bạn, sợ quá. Hai tư cố lên là được được 36 thì mới làm được cái ấy. Đẹp nhỉ, vùng tan tích đẹp phết. Anh em nhìn nó theo hình bậc thang kìa. Tránh là mấy bạn lỡ này. Nãy là nó có. Ui, thôi thôi thôi, tránh nha, tránh nha, tránh nha. Không chơi với anh lợn nhá, không chơi nhá, tránh tránh, ok. Nó cứ đứng đấy, tôi không đào được vàng ở đấy rồi anh em ạ. Tôi đào tạm ở đây vậy. Đó. Nói chung là nếu mà anh em muốn kiếm vàng ấy thì anh em vào trong địa ngục thì anh em kiếm khá là dễ. Nó nhất là nếu mà quốc của anh em mà nó có cái fortune ấy. Fortune 3 thì kiếm dễ lắm, đào tí là đống vàng luôn. Ok. À, đây, để tôi làm cái đồ ăn luôn. Bát trước này. Đó. Còn quá nhỏ, thế là mình làm được 7 bát súp đấy. Tôi làm cái gọi là rìu và ấy luôn này. Rìu và cuốc cuốc đá luôn. Rồi. Thật ra chúng ta không cần kiếm đâu anh em ạ. Là tại vì kiếm dùng rìu cũng tốt mà đúng không? Dùng rìu còn khỏe hơn kiếm ấy, thật. Kiếm được cái là nó chém lan ấy, còn dùng rìu bổ phát khỏe hơn. Có lợn kia đi chưa? Để lên nó đào trộm cục vàng các em ạ. Đào trộm. Cho em xin cục vàng nhá. Đó. Trốn trốn anh em ạ. Đó. Rồi. Tôi rút kinh nghiệm rồi anh em ạ. Tôi phải làm một bộ giáp vàng trước, sau đó thì tôi mới vứt vàng cho bọn lợn được. Ok. Tôi chạy chạy tôi nhòm xem nào. Có cái chỗ nào có vàng không? Đây rồi. Gặp vàng quý hơn cả gặp bạc bủng với than thủng cái thứ ở ngoài đời luôn. Ok. 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 Tôi xây lên đào cho nó dễ. Tôi rất là muốn tìm được cái pháo đài đó của cái bọn cướp ở trong này. Vì chúng nó có một cái pháo đài được xây bằng cái đá màu đen. Đẹp lắm, ngầu lắm. Thì nếu mà anh em vào trong pháo đài đấy của nó ấy, thì cái đống rương đấy của nó ấy, phải gọi là bét luôn đấy. Toàn đồ xịn thôi. Nó có thể có cả thuốc kháng lửa đấy. Thì nếu mà mình mà có thuốc kháng lửa thì mình bơi qua qua đại dương tốt lắm. Đại dương lửa. À. Ok. Rồi. Khá khá vàng ở đây bao nhiêu rồi? 64 à? Ủa sao ít à, 64 cộng thêm 52 ở dưới này. Ok. Tôi nhìn xem vùng nào để đi ta. Cái vùng tàn tích kia thì không biết có cái gì không. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta chưa nên đi đến cái vùng đó vội. Nhất là tôi có hơi ít cây này. Tôi quay lại tôi đào thêm chút cây đã. Ủa lợn 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 lợn. Oh, hello anh, hello anh. Hello anh lợn.
Ôi, từ từ nhá. Thì nếu mà anh em muốn farm mấy con lợn này thì anh em xây cao ba ba block, sau đó thì anh em ngồi xuống nhá, rồi anh em sẽ chém được đó. Ăn đòn cho con chết ngay láo. Ủa ôi thịt con quá, thịt thịt ý. Ủa ôi tôi giải quyết được cái vấn đề đồ ăn là tôi vui cực kỳ luôn anh ạ, cực kỳ vui. Ê lợn đi quay nào, lợn đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi, cả con và cả con mẹ luôn. Thực ra thì chúng ta chả cần phải xử lý con thôi anh em, bởi vì con lợn con nó chả ra được cái tích sự gì luôn ấy. Con lợn con mình chém vào nó một cái thì nó chạy ấy. Là cái này đó nào, chạy đâu, chạy đâu, có được thịt lợn chín không? Con này chạy nhanh quá nhỉ. Rồi chết rồi, tôi phải cẩn thận chứ không tôi chém nhầm vào mấy anh zombie chết tôi luôn anh ạ. Ấy là nhiều lợn quá nhờ. Hello anh, đúng rồi đi qua đây nào, đi qua đây nào. Ơi nhầm 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 nhầm. Ôi đau quá. Ôi ôi rồi 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 rồi. Ồ, tôi được hai con luôn à? Chúng nó còn tranh nhau để được bổ ấy chứ. Ôi, tốt quá nhở. Ăn đòn, ăn đòn. Ui ôi, đây 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 chắc là cái lần mà tôi gọi là giàu nhất trong cái trong trong những lần mà tôi sinh tồn trong địa ngục luôn đấy anh em ạ. Ui rồi ôi, cái lần này mình mà để chết là mình nhục lắm anh em, mà cái lần này mà để chết chắc chắn là tôi sẽ thoát được khỏi địa ngục, chắc chắn luôn. Để mà làm một điều đó trước tiên ta cần làm giáp trước. 13 này ta làm gì trước à? Cái chest trước đi, có năm mà có năm đủ làm được cái nón. Ok đó, chắc chắn là được anh em ạ. Hello mấy anh, chúng ta rất là cần cái đá này nhá, phải 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 đào một chút ít cái đá này đấy, sau đó quan trọng lắm. Thì kiểu đấy thì mấy lúc mà mình có xây lên thì mình còn chắn bọn lợn đấy. Được bao nhiêu ta? 42, ok, đi thôi. Mục tiêu của tôi là tôi muốn chặt thêm một chút gỗ nữa, tại vì mình ít gỗ quá. Bởi vì chốc nữa biết đâu mình đi qua vùng mới, mình không có cơ hội để mình lấy gỗ anh em ạ. Giờ phải tranh thủ chặt thêm. Bây giờ mà còn lợn để farm thì tốt nhỉ. Không biết cái cục sáng sáng kia thì mình có làm được, mình có craft được cái gì không anh em ạ. Đó. Ok, farm tí, farm thêm vài cây nữa anh em ạ. Tôi sẽ làm địa ngục trở thành nhà của tôi anh em ạ. Quá là dễ dàng đối với tôi rồi. Ok. Một chút nữa thôi rồi thì mình đủ rồi đấy. Ok anh em, tôi nghĩ là mình đi được rồi đấy. Bây giờ chúng ta phải đi tiếp tục khám phá thử xem là xung quanh đây có cái gì không. Xung quanh đây có cái chỗ nào để mình bây giờ mà tìm được cái fortress của bọn lợn tốt, fortress của mấy anh zombie
Zombie lọ. Ô vàng vàng à, thôi thôi thôi, gặp tôi gặp các anh kia, kệ anh đi, từ từ đấy anh em ạ, tôi phải làm được nốt cái quần vàng đã chứ, mà mình cứ vứt vàng cho mấy anh ấy là không ổn đâu. Tôi thấy cái cục shroom line này đôi khi nó cũng có ích này, cứ đào đi anh em, bởi vì biết đâu tương lai nó có ích. Ái chà, cẩn thận nhá. Gravel sỏi. Gravel này để mình làm cái flint đấy anh em, tốt lắm. Tôi sẽ cố đào nó để tôi làm được cái flint. Flint để sau này mình còn còn đánh lửa để mình mở lại cổng đấy anh em. Đó. Nào, cố gắng rơi được cái flint đi nào. Rồi, đó. Bây giờ mà mình mà có thuốc 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 kháng lửa tốt nhờ. Mình lại có thể bơi qua 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 lava tiếp, nhưng mà không có anh em ạ. Để tôi đi kiếm. Tôi phải kiếm đủ cái bộ giáp vàng đã, xong tôi mới. Chung bây giờ mình phải đào vàng em ạ, quan trọng lắm. Đó, đào vàng, đào vàng. Nó làm tôi nhớ lại cái game game đào vàng, game game tuổi thơ ấy. Đó. Tôi nghe tiếng con gát anh em ạ. Gát đâu? Hello mấy anh Piglin. Đây là mấy anh zombie Piglin anh em ạ. Đây là như anh Piglin. Lạ lạ lạ. Chết cha rồi, thế phải dùng tạm này rồi. Ôi, chết cha rồi, nó đánh tôi xuống rồi. Ok. Ăn đòn. Ơi ơi. Ăn đòn này. Ăn đòn này. Nói chung là mình có giáp rồi thì mình cũng trâu rồi anh em ạ. Đó. Tôi khá là thích con này bởi vì cái con lợn trong địa ngục này, nó mình giết nó chắc chắn lao ra thịt đấy các bạn. Chứ mà tôi khi là mấy con lợn ngoài đời ấy, mình giết nó chưa chắc lao rơi thịt. Bây giờ đi đâu ta? Thật luôn ấy, bây giờ tôi vẫn chưa chưa có ý tưởng. Bây giờ tôi vẫn đây được rồi, trước tiên là trước 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 tiên trước tiên trước tiên là Grab cái lò nung. Tôi rất là muốn tìm cái pháo đài nhưng mà tôi vẫn chưa biết phải đi được nào. Đó, thốn thốn ở cái như vậy á. Rồi. Ở đây thì mình có nung được cái gì khác ngoài cái gậy này không anh em? Nâng nung gậy vậy, phí gậy ghê rồi cái. Tranh thủ đào tí chặt tí cây để còn nung. Cây cây. Thực ra cái này là nấm trong địa ngục đấy anh em, chứ mà không phải là cây đâu. Nấm đấy. Nhưng mà trông khá giống cây nhỉ. Ok. Quốc quốc. Làm gì trước ta? Làm rìu chứ. Đúng rồi, cái rìu. Cái cuốc mình vẫn còn này. Gậy, gậy chắc sắp hết rồi, cho thêm gậy vào đi. Ăn nốt cái bát súp. Đó. Ok. Tập để chúng ta giàu đồ ăn quá anh em ạ. Xong xong phát này tôi sẽ đi xung quanh để tôi tìm đường, tôi đi khám phá tiếp các vùng khác. Tôi phải tìm được cái fortress anh em ạ. À, cái cả tôi nghĩ là tôi sẽ trèo trên này và tôi đi men qua bên kia, tôi đi sang bên này tôi xem thử xem bên này nó có gì không, có vàng kìa nhưng mà cao quá nhở, phải xây lên à, thôi xây lên đào tí nhỉ. Mình
mình có đồ vàng. Ô có lợn, có lợn. Ở đâu? Tôi nhìn nào bảo. Chung là mình có đồ vàng thì mấy anh pick lên là thì mấy anh nhìn mình cứ như là nhìn vua thôi. Tôi nghe có tiếng thằng nào nó rơi cũng nó bắn anh em ạ. Tôi không biết ở đâu. Hay là ở bên trên đầu tôi hả? Ê? What? Cái vàng của tôi đâu hết rồi? Chúng có nhặt hết vàng à? Hình như là vàng nó rơi vào đầu tôi luôn rồi. Tôi nhặt rồi. Suýt tí nữa thì tôi đổ thừa cho mấy anh Piglin. Mình phải trèo lên trên này nhỉ? Đào qua đây này xong trèo lên trên này. Ok. Ok xong rồi. Ôi thịt thịt đây. Anh em tôi giàu không? Tôi được phóng khoáng hơn là tập trước rồi. Được trời phú rồi. Chắc chắn tập phải chơi chúng ta sẽ phá đảo cái địa ngục anh em ạ. Chắc chắn luôn. Ui vàng, ui ui. Anh em thấy thấy số tôi may không? Tôi đào cái kiểu gì mà đào được trúng vàng luôn này. Tôi nghe tiếng bọ lợn anh ạ. Ủa, cái gì đấy? Tiếp tục à? Thảo đây là cái lợi của cái cục này đấy anh em đó. Cái cục nấm ánh sáng. Để tôi xây thử cái đường này. Vì sao mà tôi đào mãi mà tôi vẫn chưa đào lên bên trên anh em. Đây rồi. Ok. Chút nữa là mình tính đào lên trên đỉnh luôn đấy hả? Wow. Đây nó cũng là khu rừng này. May quá nhờ, may quá nhờ. Cẩn thận anh em ạ, cẩn thận. Bài học khi đi trong địa ngục là phải cẩn thận. May là bên dưới mà không có lava đấy. Ô tôi nghĩ tôi đủ làm cái quần rồi. Tôi nghĩ tôi đủ làm cái quần rồi. Tôi làm cái quần được rồi. Xong tôi sẽ vứt vàng cho mấy anh lợn. Tôi mong là mấy anh vứt bạc cho tôi. Vứt bạc và vứt obsidian cho tôi. Chúng ta chỉ cần thoát ra được bên ngoài là chúng ta thắng anh em ạ. Chúng ta chỉ cần thoát ra được bên ngoài là chúng ta sẽ quay trở lại sinh tồn bình thường. À. Ăn cái cho khỏe. Nhìn ăn. Ui. Anh em nhìn cái cảnh này đẹp không? Sương mù kìa. Đẹp không? Chụp ảnh cái đẹp quá anh em ạ. Thì nó có một cái tấm này nó lòi ra này đẹp nhờ. Tôi grab vàng cái. Anh em tôi giàu không? Được 15 cục luôn. Đâu ta? Ấy. Đây rồi, quần quần quần. Mặc quần vào. Ok. Ôi, vàng phết. Ok, tôi sẽ đi vứt vàng cho mấy anh Picklin và tôi mong là mấy anh ấy có thể vứt cho tôi thuốc kháng lửa cho hoặc là cái gì đó kiểu kiểu như vậy. Hello mấy anh. Hello mấy anh. Sao mấy anh lại đứng ở trên cái chỗ chóp này trông nó nguy hiểm thế này.
Tôi đào cho mấy anh ấy xuống em ạ. Ok, đây tôi vứt vàng ở đây cho mấy anh ấy. Đâu rồi? Hello anh. Để qua đây kìa. Đúng rồi. Ok. Đó, chúng ta sẽ mượn anh này để vứt vàng. Ok, có lợn chưa? Rồi. Vứt đá obsidian ấy, thế vứt bạc ấy. Anh có tốt thì anh vứt cho em bạc ấy anh ơi. Bạc anh ơi. Thôi vứt em đá obsidian ấy. Hoặc là vứt em cái gì khỏe khỏe ấy, hoặc là thuốc kháng lửa ấy. Chả hiểu là nó vứt cho tôi cái gravel làm gì. Cái tên này cũng tốt đấy, sau này mình giết bọn skeleton trong này thì mình cũng có cái cung ấy, thì mình cũng bắn được. Xôn xen. Tên tiếp à? Thằng này nó đúng là thằng nó cầm nỏ mà. Thế nên là nó có cả một đống cung tên này các bạn. Mỗi tội là mình vẫn chưa có thuốc kháng lửa. Mình vẫn phải tiếp tục mình đi tìm thuốc kháng lửa rồi. Đi qua vùng nào bây giờ ta? Đây. Cái vùng bên trên tôi còn chưa đi mà đúng không? Sao anh làm gì ở đây này? Có vẻ là anh không biết cách nhảy lên anh em ạ. Sao cái bọn này chúng nó cứ vào trong cái đường hầm của tôi đùa à? Tránh ra anh ấy. Tôi sợ đánh nhầm vào cái bọn này kinh khủng luôn đấy. Tránh ra, tránh ra mấy bát này. Tránh tránh cái này. Rồi, may quá anh em ạ, may quá. Chẳng may mà mình đánh nhầm vào nó một cái rồi là mình đi bụi đấy. Ok. Ôi vàng vàng. Nói chung là trong này ấy, tất cả những cái hy vọng của mình là đều nhờ những anh Picklin cả anh em ạ. Cố mà đào vàng mà sống thôi đúng không? Phải ăn vàng mà sống qua ngày. Ui, nấm đỏ, tốt quá nhờ. Đây là lần đầu tiên mà số nấm đỏ của tôi nhiều hơn số nấm nâu đấy, thật. Cái gì mà kêu ghê thế? Còn không, hết rồi. Bone meal kiểu Owlgate kìa. Có skeleton. Tôi qua tôi xử có skeleton. Bởi vì mình mà xử có skeleton này là mình mà có được được cái bow ấy là mình cực ngon luôn. Có rơi bow không? Không có rơi bow. Nhưng mà tôi có cái này, tôi có mạng nhện này. Ui ngon quá nhờ. Tôi làm được cái bow rồi. Bow ở đâu? Bow ở đâu? Bow. Ui ngon quá nhờ. Ui anh em ơi. Thế này thì chẳng phải là mình có thể cưỡi được bọn à đâu đâu, nhưng mà mình chưa có yên. Tôi có mạng nhện, tôi có thể làm được cái cần câu nhưng mà tôi chưa có cái yên. Nhảy cẩn thận nào. Đây có cái gì không? Không có cái gì lắm anh em ạ. Vùng này nó không có cái gì nhỉ. Nó có cái nấm kìa, tôi có đào cái nấm cái đồ ăn đấy anh em ạ. Phải ăn mới sống được. Ok. Vàng. Tôi sẽ phá đảo cái địa ngục cho anh em xem. Đấy, cứ tỉ mỉ cẩn thận là mình sẽ win thôi. Ok. Vàng kia đấy kìa, nhưng mà xa quá. Thôi thôi. Chúng mình trở lại cái chỗ ban đầu đúng không?
Vừa nãy tôi nhớ là tôi cũng từng đứng ở đâu đó, tôi nhìn thấy cái cảnh này, hay nhưng mà có vẻ là nãy thì tôi đứng ở bên dưới này. Đúng không? Đây kìa, thì cái chỗ kia thì là chỗ tôi đào vàng này, đó. Bây giờ mình đang đứng ở cái tầng bên trên. Đó. Ô, gắt. Mày ngon. Mày ngon. Ơ, tôi bắn thế mà xịt à? What? Tôi bắn vậy mà xịt à? Buồn nhờ. Ô, có enemy. Ui, suýt chết nữa tôi nhìn vào mặt của enemy em ơi. Để tôi đi thử qua bên này xem bên này nó có cái gì không anh em ạ. Tôi nhìn thấy nó còn nấm đúng không? Có vẻ như cái lần này của tôi nó dễ dàng hơn những cái lần trước rất là nhiều anh em ạ. Hello bạn Piglin. Tôi chào mấy bạn cái rồi thì mấy bạn ấy chào lại tôi. Ấy nhờ, con nào bắn đây, con nào bắn đây. Đau quá nhờ. Sao mà mấy con này nó láo thế. Chết ngay. Chết đi. Chết rồi, chết rồi. Tôi bắn trúng cái đạn của nó đấy anh em. Nó phá hỏng cái cầu của tôi rồi. Tôi nhớ nó vừa mới có cái cầu ở đây này. Ok. Cái gì kia? Ô. Kia là con gát hả? Con gát nó bị sao này anh em? Để nó lên tôi chặt vào cái đầu nó. Đau không cứng? Đau lắm. Ấy anh Piglin. Lâu anh. Để em làm vàng cho anh ăn nhá. Để anh Piglin. Chặt vàng đi anh, đúng rồi. Tôi đào xuống rồi sao từ từ đào cái đống vàng ở đây. Ấy à, đau quá nhờ. Nó vẫn nhắm được mình bắn luôn ạ. Láo thiệt. Nãy thiếu vứt cho tôi cái đồ gì thế. Thôi nào. Ok. Này vàng của anh này. Bình tĩnh anh. Anh cứ bình tĩnh. Nó vứt ngọc ngọc em ngọc Ender tôi luôn chứ. Thôi anh vứt gờ đấy. Ui con nào đấy. Tránh xa cái chỗ này của tao ra. Ôi à. Vừa nãy là con gát nó bắn hết luôn đấy anh em ạ. Con gát nó thấy đứa nào nó bắn hết luôn đấy. Tôi nhặt cái để đào cái này cái. Rồi. Đó, cứ bình tĩnh mà chơi thôi. Đây là đá đây anh em. Đây chính là đá địa ngục. Ấy chà, nguy hiểm nhờ. Ui. Tôi rùng mình các bạn, tôi rùng mình rồi, tôi rùng mình rồi, từ từ đã, chạy ra, chạy ra. Cái đá ba san này thì có làm gì không anh em? Đá ba san này hình như là để xây nhà thôi. Thì tôi thấy cái recip mà nó để ở trên kia để xây nhà thôi, xây nhà thôi. Ô, vùng rừng xanh này.
Có nhiều phết đấy chứ nhở, tiêu hóa ra cái chỗ cái khu mình sống có nhiều phết chứ. Nào. Chết nhá. Được cái là nó vứt cho tôi một cục obsidian và 8 ngọc ender. Ừ. Cũng được. Thì ngọc ngọc ender thì mình làm được cái gì anh em? Ngọc Ender thì thật sự mình cũng không có làm được cái gì vậy. Ui vàng vàng thế quá. Sao nó không vứt cho tôi một cái cuốc kim cương mà được khảm cái Fortune 3 nhỉ? Ấy chà. Thật sự thì nếu mà anh em mà chơi thật, mà anh em mà kiểu là anh em mà nghe cái tiếng đào rồi thì nó những cái tiếng tách tách nó của mấy cái ngọn lửa nó bùng lên ấy. Rồi thì cái tiếng bước chân của bọn lợn ấy, anh em cảm thấy nó chân thật kinh khủng luôn ấy. Tôi rất là muốn chỉnh làm sao để cho anh em có thể nghe được hết tất cả những cái thứ đó. Không có nhìn vào mặt anh Enderman đâu. Lava. Để tôi dạy anh em cách mà mình chặn lava này. Đó, bây giờ mà mình muốn chặn lava ấy thì mình sẽ một cục ở đây này. Xong rồi một cục ở đây này. Xong rồi thì một cục ở đống trước này. Đó. Công nhận là cây gua này nó cho tôi nhiều nấm thật, tao hào phóng ghê lên được luôn ấy. 17 cái nấm đỏ rồi. Nó không như cây gua trước của tôi, không có một tí cái nấm nào luôn anh em ạ. Đấy, mình cứ chậm mà chắc đúng không anh em nào. Tôi muốn đi tìm cái pháo đài của bọn Piglin này các bạn, nó đẹp lắm. Cái craft table của tôi rồi. Tôi vứt ở đâu rồi à? What? What? Tôi thật thỉnh thoảng tôi hay bị quên như vậy anh em ạ, thì kiểu tôi chả biết là tôi vứt ở đâu ấy. Thế hồi nãy là tôi vứt ở đâu à? Buồn nhờ. Là mình mất luôn cái crafting table rồi. Sao nó chỉ có 4 cục gỗ thôi, có rẻ. Ok. À, từ từ làm luôn vàng đi, chốc có gì tiện vứt cho mấy anh luôn. Úi dồi ôi, trông có thể mấy anh ấy tha hồ mà đớp vàng anh em ạ. Nhớ là vứt obsidian. Cầu mong là mấy anh ấy vứt cho tôi obsidian và oh, cái gì đấy? Hot tourist destination. Cái này thì là sao anh em à? Sự đây tôi đọc thử cái này xem là cái gì. Explore all nether biomes. À, có nghĩa là tôi đi hết tất cả những cái biome ở trong cái Nether anh em ạ. Thì là tôi đặt chân đến hết tất cả những cái khu vực ở trong cái thế giới Nether ấy. Ui vàng vàng. Hay phết. Thế nhưng mà tôi vẫn chưa tìm được cái pháo đài mà đúng không? Thì đáng ra thì nó cũng nên để một cái. À, hình như tìm được pháo đài thì nó có cái achievement riêng hay sao anh ạ? Thì là bây giờ trong địa ngục có hai loại pháo đài cơ. Một là pháo đài của bình thường ấy.
Thì cái đó nó gọi là cái pháo đài địa ngục. Còn hai là cái pháo đài của bọn Pecklin. Nó gọi là cái pháo đài của bọn cướp. Cướp đi các em ạ. Bây giờ sao xuống kia ta. Để tôi dùng ngọc tôi te le xuống. Có ngọc cũng lại phết anh các bạn. Đi cẩn thận nhé. Chẳng lẽ cái đoạn ngắn này mình lại te le sang đúng không? Mình không có lười đến như vậy đâu. Chúng ta không được phép lười đến như vậy anh ạ. Tôi xây này nó lại làm tôi nhớ lại cái trải nghiệm DM của tôi. Tôi vừa xây và tôi vừa cẩn thận để tôi không có nhìn mặt mấy thằng Enderman ở bên dưới. Chân tôi cứ bị ngứa ngứa sao ấy anh ạ. Hình như muỗi nó cứ hút máu thôi ấy. Vẫn chưa thấy cái tia hy vọng gì nhiều lắm cho cái sự thoát ra của mình nhỉ. Tôi nghe thấy có thằng nó rơi cung ấy, cái gì đấy nào. Xin tí vàng thôi mà đó. Thì đó là cái sự việc nó sẽ xảy ra nếu mà mình mà đào vàng ở gần bọn lợn. Ô có lợn, có lợn. À đâu đâu, tôi nhìn nhầm. Tôi nhìn cái glowstone, tôi tưởng có lợn chứ. Chưa mình là mình cũng phải cẩn thận đấy anh em ạ. Thì bởi vì là cái đồ vàng của mình cũng gọi là cho có rồi. Chứ mà đồ vàng thì cũng yếu mà à, nên cũng gọi là... Ủa ôi. Trời ơi, mấy cái anh Enderman này. Chắc là biết tôi yếu tim nên cứ dọa tôi. Ái chà. Đâu ấy, đá. Cẩn thận nhá, tôi không hề muốn chết trong một cái gua đẹp như này đâu anh em ạ. Ok. Cái vùng mới kìa. Chúng ta bay qua đó nha anh em. Tôi vẫn cứ có thói quen này, đó là mình sau khi mình nắm ngọc thì Fortress anh em ơi. Tuyệt quá nhờ. À, anh lợn. Ôi, ôi cái gì đây? Con gát. Chắc chắn là con gát luôn, chắc chắn là con gát luôn. Thì đôi khi con gát nó bắn thì mình sẽ không có nghe thấy cái tiếng của nó. Ủa ôi, Fortress tuyệt quá. Từ từ á, tôi vứt vàng cho mấy anh lợn á. Ê anh lợn đấy. Ê anh lợn, có thấy vàng của em đây không? Ở đâu rồi? Sao con lợn nó đi đâu rồi? Ê nấm này, đào tìm nấm đã. Ơ sao con lợn nó đi đâu rồi anh em ạ? Đừng bảo là nó tự sát rồi. Tôi thấy nó nhảy xuống chắc còn uất ức cuộc đời quá, tự sát rồi. Chưa kịp đổi cái đồ gì với nó hết. Thôi đi vào cái fortress đi nhỉ. Tôi tính đổi một chút đồ với nó để mình gọi là mình có được một chút đồ đã. Ủa hóa ra là cái con Blaze. Có bắt dạy. Cố gắng lên đây em. Trong này mà có obsidian thì tốt. Tôi mong là mấy cái rương ở trong này nó có obsidian và có bạc cho mình. Nói chung là mình đánh cái bọn Blaze là mình cũng phải cẩn thận nha anh em, bởi vì là bọn đấy là cũng nguy hiểm lắm. Thật sự. Đâu rồi, đâu rồi? Ủa ơi.
Chết cha rồi. Ui ơi. Ui ơi.